Nếu thấy hay các đạo hữu hãy like, share, để thấy video mới nhất quý đạo hữu click subscribe. Vì cộng đồng quý đạo hữu xem trong mô tả bên dưới video. Mời quý đạo hữu nghe tiếp. Nhìn Tiêu Viêm đang lâm vào trầm tư bàn tay chậm rãi gõ nhịp trên mặt bàn, Nhã Phi cũng thoáng có chút khẩn trương. Nạp Lan lão gia tử là người đứng đầu Nạp Lan gia tộc. Tại mấy năm nay khi hắn nắm quyền thì quan hệ với Thước Đặc gia tộc có chút tốt đẹp một khi lão chết đi sợ rằng sự hợp tác với thức đặc gia tộc sẽ lâm vào ngưng trệ. Loại tổn thất này chắc chắn là không nhỏ. Đương nhiên, nhã phi tự nhiên không có khả năng mong đợi năng lực tiêu viêm có thể khu trục độc tố trong cơ thể nạp lan lão gia tử. Tùy nói hôm nay trải qua lịch lãm tiêu viêm đã khác xưa, nhưng dị hỏa hầu như chỉ tồn tại trong truyền thuyết nhã phi không cho rằng tiêu viêm có thể nắm trong tay hắn như thế để xem phản ứng của tiêu viêm, hoặc là muốn ngẩm mời vị thần bí sư phụ kia của tiêu viêm ra tay. Đã kiến thức qua người kia lúc trước tại ô thản thành hiền lộ ra một chút khủng bố thực lực. Nhã phi càng cảm giác được người kia thần bí và sâu không lường được. Dưới tình huống như vậy, nếu hắn bằng lòng ra tay giúp đỡ, nạp lan lão gia tử ti còn chút hơi tàn, nói không chừng có thể cứu trở về. Mặc dù ta chưa từng thử qua, nhưng theo biện pháp kia của cổ hà ta nghĩ hẳn là sự tình rất nguy hiểm. Đưa dị hỏa tiến vào cơ thể người khác chỉ cần dược sư khiển lừa có chút sát ý hay sơ sẩy có lẽ nạp lan lão ra kia chỉ trong khoảnh khắc sẽ hóa thành cho bụi. Như vậy, người còn đề nghị ta đi thử phải biết rằng ta cũng không nắm chắc với tình huống giữa chính mình với nạp lan yên nhiên. Còn có thể kiềm chế được tâm tình của mình, tiêu viêm rốt cuộc chậm rãi nói. Nhã phi cười khổ gật đầu, nói đây đích thật là việc nguy hiểm bất quá nạp lan gia tộc cũng không có biện pháp nạp lan lão gia tử có lẽ không xong rồi ngươi là muốn đi thử xem dừng lại trên người tiêu viêm con mắt nhã phi thoáng vui mừng chỉ cần tiêu viêm đáp ứng như vậy vị thần bí lão sư kia cho dù không ra mặt chữa trị chỉ ít cũng sẽ âm thầm chỉ điểm cho đồ đệ việc chữa khỏi cho nạp lan lão gia tử cơ hội sẽ lớn hơn nhiều ta cần phải có nhánh thất huyễn thanh linh tiên kia tiêu viêm chép miệng một lát sau khẽ cau mày nhẹ giọng nói chẳng qua ngươi ở đây có cái đạo cụ nào có thể thay đổi dung mạo ngươi biết ta cùng với nạp lan gia tộc có chút không ổn nếu để cho bọn họ nhận ra thân phận chỉ sợ là không có khả năng cho ta làm cái việc cực kỳ nguy hiểm như khu độc với nạp lan lão gia tử ai thật sự là phiền toái nhìn tiêu viêm cau mày có vẻ không thể kiên nhẫn nhã phi suy nghĩ rất nhanh sau đó gật gật đầu cười nói đặc thù đạo cụ thay đổi dung mạo tuy hiếm thấy nhưng trường đấu giá chúng ta còn có tồn chữ một cái nói xong phất phất tay vẫy thị nữ nói nhỏ mấy câu vào tai nghe được nhã phi phân phó thị nữ cung kính gật đầu cấp tốc đẩy cửa đi ra ngoài sau vài phút tay cầm một cái hộp gỗ tinh xảo vội vàng tiến đến nhẹ nhàng đặt lên trên mặt bàn tiếp nhận hộp gỗ tiêu viêm chậm rãi mở ra nhất thời lộ ra bên trong đồ vật tựa như da mặt người trong thoáng vài phần kỳ dị, ngón tay tiêu viêm cẩn thận cầm nó đặt nhẹ lên lòng bàn tay. Một mảnh lạnh cóng, bạc như cánh ve, như là không có. Đây là một loại dùng băng tầm ti của băng sơn tiết tầm chế thành, trải qua cao cấp tượng nhân cẩn thận điêu khắc tạo hình. Tấm da mặt này đã được ướm tác theo bộ mặt người. Chỉ cần bao trùm lên mặt là có thể che giấu dung mạo trước kia. Nhã Phi mỉm cười nói tiếp cái da mặt băng tầm này ở phòng đấu giá thước đặc chúng ta là hàng cao cấp. Nếu đem đấu giá tuyệt đối giá không dưới 30 vạn. Lần này, miễn phí tặng cho ngươi. Ngươi cũng đừng vội vàng cự tuyệt, nếu ngươi có thể chữa cho tốt cho nạp lan lão gia tử. Thước đặc phòng đấu giá chúng ta cũng đạt được chỗ tốt hơn xa so với 30 vạn, coi như là chúng ta ngầm đầu tư vậy. Nghe vậy tiêu viêm trầm ngâm một chút, rồi gật gật đầu không có miệng cự tuyệt, ngẩng đầu lên bàn tay mở ra ra mặt băng tầm sau đó nhẹ nhàng áp dán lên trên mặt ngay tức khắc một cổ cảm giác lạnh lẽo chậm rãi chạy từ trên mặt truyền vào cơ thể tiêu viêm thậm chí có thể cảm giác được chính mình ngũ quan lúc này có chút nhích động đứng ở một bên nhã phi nhìn khuôn mặt kia dần trở nên bình thường hé miệng cười khẽ lấy ra một gương thủy tinh đặt trước mặt tiêu viêm cười nói hiệu quả cũng không tệ lắm chứ mở mắt ra tiêu viêm nhìn khuôn mặt trong gương cùng trước kia gần như là hai người khác hẳn khẽ sửng sốt mang theo vài phần kỳ dị vừa lòng gật đầu tuy nói cường giả có thể cảm nhận được khí tức đối phương chẳng qua ngươi rất ít tiếp xúc với ngươi nạp lan gia tộc năm đó nạp lan yên nhiên vội vàng từ biệt ba năm sau hẳn cũng không thể nhận ra khí tức của ngươi cho nên có ra mặt băng tầm này chỉ cần không bị đối phương cẩn thận dò xét chắc chắn khó mà phát hiện ngươi ngụy trang Nhã Phi cười cười nói. Bạn đang đọc chuyện được copy tại truyện phun tiêu viêm gật gật đầu. Bàn tay chậm chậm sờ sờ lớp da băng tầm trên khuôn mặt. Sau một lúc lâu, miễn cưỡng nói ta thử đến xem sao đã, nếu có thể đem độc tố khu trừ thì thuận tiện. Nhưng ta cũng nói rồi. Đây là sự tình cực kỳ nguy hiểm, nếu có thời điểm nào đó ta tâm tình không thuận, bàn tay run lên đem lão ra hỏa kia đốt thành cho tàn ta cũng sẽ không chịu trách nhiệm gì à nghe được câu cuối cùng nhã phi bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói ta giúp ngươi viết một phong thơ tiến cử có nó khi ngươi tới nạp lan gia tộc cũng giảm bớt vài phần thẩm tra gay gắt ân phiền toái tiêu viêm cười gật gật đầu xoay người lại mặt bàn rút ra một trang giấy tinh xảo bàn tay nhã phi cầm ngọn bút thân thể mê mại khom người ép chặt thành đường cong mê người mặt cười chăm chú tà tà viết lên trang giấy sau một lúc lâu thoải mái thở ra một hơi, cầm phong thư tiến cử đưa cho tiêu viêm cười nói, tiêu viêm đệ đệ, đừng để cho tỷ tỷ mất mặt nha. Đây là lần đầu tiên ta tiến cử người đó, cứ hy vọng đi, tiêu viêm ậm ừ cười cười tiếp nhận phong thư, đáp lời nhã phi. Phiền toái ngươi rồi, kế tiếp sự tình giao cho ta đi. Ân, phòng đấu giá nhiều người nhiều mắt vì giữ thân phận bí mật cho ngươi ta không tiễn ngươi đi ra nếu cần hỗ trợ cái gì, cứ đến thức đặc phòng đấu giá tìm ta, ta sẽ hỗ trợ toàn lực. Nhã Phi mỉm cười nói. Cười cười gật đầu tiêu viêm không trần trừ. Vừa dơ dơ tay chào vừa quay người bước ra ngoài cửa tiểu nữ oa tử. Nếu tên phế tài thước đặc nhĩ đằng sơn hỏi đến ta, người nói chờ ta có thời gian sẽ đi gặp hắn. Khỏi phải khiến hắn như người điên tìm tông tích ta khắp nơi. Quể oải đứng dậy, hải ba đông liếc mắt qua nhã phi nhàn nhạt nói. Vâng. Lão tiên sinh, nghe vậy, Nhã Phi sừng sốt, chợt cười khổ gật đầu, không biết đối phương cùng đại trưởng lão đến tột cùng có quan hệ gì, nàng cũng chỉ có thể nhận lời mà thôi. Nhìn hai bóng dáng biến mất sau cửa, Nhã Phi trầm ngâm một chút, sau đó tại cánh cửa khác đi ra ngoài. Một gã đấu hoàng xuất hiện tại đặc thước phòng đấu giá, loại này đại sự, phải báo cáo lại cho nội bộ gia tộc, đương nhiên, trong bản báo cáo tên Lôi Âu gia tôn tự nhiên là không thể thiếu phải yêu cầu trách cứ một phen tại cửa thức đặc phòng đấu giá tiêu viêm đứng ở ngã tư đường nhìn dòng người đi qua đi lại chậm rãi thở ta một hơi ngẩng đầu nhìn vị trí trung tâm thành nơi đây là một trong tam đại gia tộc của gia mã đế quốc chú địa của nạp lan gia tộc đi thôi hai tay thu vào trong tay áo tiêu viêm nhẹ giọng nói sắc mặt bình tĩnh hướng tới tòa nhà gia tộc khổng lồ trước kia có thể là nhà hắn chậm rãi bước vào, sao 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 tọa lạc tại gia mã đế quốc cùng phụ cận biên cảnh hai đại đế quốc. Học viện thanh danh chấn động từ xưa, Lặng lặng đứng sừng sững ở nơi này. Tản ra tang thương cùng phong cách cổ xưa tuy vẻ bề ngoài học viện không đến nỗi chấn nhiếp kẻ khác kinh sợ nhưng thanh danh cùng với thực lực hùng hậu của nó. Cho dù là tam đại đế quốc kia cũng phải nhượng ba phần, không dám có chút bất kính. Trong học viện từ xưa đến nay hội tụ đệ tử từ bốn phương tám hướng những người này tại gia tộc được cho là thiên phú người thường trong miệng gọi là thiên tài nhưng thiên tài ở trong cái nơi chứa chấp thiên tài cho nên ở gia tộc có thể ngạo thị thiên phú đến nơi may ra miễn cưỡng đủ tư cách mà thôi tại thời gian nhận tân sinh trong lễ nhập học vị lão nhân nhìn qua có vẻ mệt mỏi ngáy ngủ giống như lão nhân sắp tiến vào quan tài kia có nói chỉ ngắn ngủn hai câu mặc kệ các ngươi trước kia là thân phận gì tới nơi này các ngươi cũng chỉ là học viên của già nam học viện thân phận toàn bộ giống nhau. Trong học viện đánh nhau hay quyết đấu, chỉ cần không tai nạn chết người ta sẽ không quan tâm. Nhưng là ai dám mượn lực lượng gia tộc đến đây trả thù? Đến bao nhiêu già nam học viện thu bấy nhiêu? Lão nhân kia đột nhiên thấu phát khí thế, chỉ nhắn ngủn mấy câu nói đã khắc sâu vào trong tâm các đệ tử. Nơi này, là rồng, ngươi phải cuộn, là hồ, ngươi phải nằm. Trên ngọn núi hẻo lánh, vắng vẻ của học viện vách núi dốc đen sì, thân ảnh thiếu nữ quần áo xanh nhạt, yêu nhã đứng đó. Ngành đón từng cơn gió nhẹ, một mảng sợi tóc đen tuyền buông xuống, theo chiều gió chậm rãi phất phới. Hình dáng của thiếu nữ ẩn ẩn lộ ra đường cong hoàn mỹ. Thiếu nữ con mắt xa xăm nhìn hướng đông bầu trời, trầm mặc không nói, giống như một đóa hoa sen không nhiễm bụi trần. Trầm mặc hồi lâu, thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng, thanh âm cực kỳ dễ nghe. Làm lòng người có cảm giác kỳ dị như được gột rửa, ra đi theo thanh âm thiếu nữ, một thân ảnh xanh biếc quỷ dị từ phía sau một cây đại thụ bước ra. Cùng kính nhìn thiếu nữ đang quay lưng về phía hắn, quỳ gối xuống nói, tiểu thư. Thiếu nữ chậm rãi xoay người, lộ ra một bên mặt như ngọc tinh xảo tuyệt luôn. Rõ ràng là Huân Nhi đang ở già nam học viện, tiểu thư, tiêu viêm thiếu gia đã quay lại ra mã đế đô. Phía trên vách núi xanh ngát cây lá thiếu nữ chậm rãi xoay người. Nhìn chăm chú lục sắc nhân ảnh đang quỳ gối sau một lúc lâu trên khuôn mặt thanh nhã hiện lên một chút dịu dàng mỉm cười nhẹ giọng nói đã hơn một năm rồi tiêu viêm ca ca rốt cục đã đi tới đó a à, nhìn vẻ mặt xinh đẹp dịu dàng của thiếu nữ lục sắc nhân ảnh sáng suốt duy trì trầm lặng đợi đến sau một lúc lâu tầm mắt người trước mặt lần thứ hai tập trung nhìn lại hắn mới chậm rãi đem đại khái khoảng thời gian lịch lãm của tiêu viêm kể ra đứng ở bên bờ vách núi Huân Nhi lặng lặng nghe từ miệng bóng người kể lại từng chuyện kinh tâm động phách. Nghe đến đoạn hắn cùng hai gã đấu hoàng cường giả chiến đấu rồi bị thương nặng trong con ngươi thu thủy dịu dàng. Chợt xẹt qua một ít yêu thương cùng kinh ngạc xà linh giả lục man. Bát rực hắc xà hoàng, thiên xà phủ địa nhân, mấy năm nay, thật đúng là càng ngày càng bá đảo. Ngón tay thon dài như ngọc nhẹ kẹp lấy từ phía trên đỉnh đầu hạ xuống một phiến lá cây. Huân Nhi bình thản nói. Không giấu được có chút ba động trong giọng nói ẩn chứa một tia lạnh ý. Mặc kệ Lục Man hai người kia rốt cuộc là bởi vì sao mà động thủ, nhưng bọn họ thiếu chút nữa khiến cho Tiêu Viêm trọng thương mà chết, đây là sự thật. Sự tình này, ngày sau sẽ tìm bọn họ tính sổ. Nhưng mà chỉ là vị đấu hoàng cường giả đi theo bên cạnh Tiêu Viêm ca ca. Chi tiết có biết rõ không? Chiếc lá cây màu xanh biếc trôi nổi ở lòng bàn tay Huân Nhi. Chậm rãi quay cuồng, khi thì đào theo gió, khi thì uốn khúc. Nàng khẽ liếc mắt về bóng người quỳ dưới đất. Cao mày nói, đã điều tra, người nọ tên là Hải Ba Đông từng là trong thập đại cường giả của gia mã quốc được gọi là băng hoàng. Thực lực ở đấu hoàng cấp bậc tinh thông băng hệ đấu khí. Với lại dường như với thức đặc nhĩ gia tộc có nguồn gốc sâu xa. Vài chục năm trước tại đại sa mạc tháp qua nhĩ bị Mỹ đỗ toa nữ vương phong ấn. Sau đó ẩn cư ở mạc thành cho đến khi tiêu viêm thiếu ra đến khoảng thời gian trước, mới giúp hắn phá giải phong ấn. Sau đó, luôn luôn đi theo ở bên cạnh tiêu viêm thiếu ra, động cơ, còn chưa rõ ràng, lục sắc nhân ảnh cung kính nói. Động cơ không rõ, mày liễu khẽ nhăn, thiếu nữ giống như có chút không hài lòng việc trả lời lấy lệ như vậy, mặc kệ bất luận người kia có ý nghĩ thế. Nào vẫn làm trong lòng nàng có chút khẩn trương, nàng như lập tức tưởng tượng ra cảnh một con hồ ly đang bảo hộ con bê non cực kỳ mẫn cảm khủng hoảng dâng lên, nàng không để cho một nguy hiểm lớn như vậy, giống như một khối bom ẩn núp ở bên người Tiêu Viêm. "Xin lỗi tiểu thư, ngài cũng biết ở trong cơ thể Tiêu Viêm thiếu gia có một linh hồn thần bí cường già. đến nay chúng ta không có bất luận tình báo gì, nhưng hắn dường như lại là đối với chúng ta hiểu rất rõ." Trong khoảng thời gian lang sư đi theo Tiêu Viêm thiếu gia, mặc dù ẩn nấp cực kỳ hoàn mỹ, nhưng dựa theo tin tức lang sư truyền lại, lúc ở trong tối bảo vệ tiêu viêm thiếu gia vị thần bí cường giả kia hình như đã phát hiện tung tích của hắn chỉ là đối phương không có động tĩnh gì mà thôi nghĩ ra nhất định là nhìn ra dụng ý của lăng sư lục sắc nhân ảnh cười khổ nói ngay cả tung tích của lăng sư cũng bị người nọ phát hiện huân nhi đôi mắt sáng hiện lên một tia kinh ngạc nhẹ giọng lẩm bẩm nói người nọ rốt cuộc thân phận ra sao lại có thể ngay cả lăng sư ôi nếu không phải tiêu viêm ca ca chán ghét người khác điều tra hắn nhất định phải đem thân phận thần bí nhân kia làm cho rõ ràng có thể có thực lực như vậy nói vậy trước kia cũng không phải hạng người vô danh mặc dù thần bí nhân kia phát hiện tung tích lang sư nhưng mà may mắn hắn vẫn chưa đem việc này báo cho tiêu viêm thiếu gia bởi vậy tiêu viêm thiếu gia cũng không biết từ sau khi hắn rời ô thản thành tiểu thư đã phái người âm thầm bảo vệ hắn nhưng việc này cũng làm hắn không thể cảm nhận được tiểu thư đối với hắn một mảnh. Lục sắc nhân ảnh cười nói, nhưng lời còn chưa nói xong đã làm huân nhi, xấu hổ tức giận đem đám lá cây trong lòng bàn tay bắn ra ngăn trở. Nhìn khuôn mặt tinh xảo của Huân Nhi có vẻ đỏ hồng, lục sắc nhân ảnh thức thời không dám nói tiếp. Nhớ kỹ, nhất định không thể để tiêu viêm ca ca biết sự tình này. Ta cũng không muốn nói cho hắn biết chúng ta phái người giám thị hắn không thích mấy việc này. Trên khuôn mặt xinh đẹp vẻ thẹn thùng hồng hào chậm rãi rút đi. Huân Nhi rất nhanh chính xác nhắc nhở nói. Vâng, đối với cách suy nghĩ của nữ tử như Huân Nhi, lục sắc nhân ảnh đương nhiên là cực kỳ rõ ràng. Lập tức cung kính gật đầu xác nhận, đồng thời trong lòng có phần cảm thán. Đừng xem tiểu thư trên mặt thời khắc nào cũng có nụ cười. Nhưng tính tình của nàng, lục sắc nhân ảnh lại biết rõ ràng. Loại mỉm cười kín đáo rụt rè này. Có đôi khi, so với loại mặt lạnh càng khiến người khác khó có thể đến gần. Đi vào già nam học viện đã hơn một năm, lấy vẻ mặt kiều diễm cùng tu luyện thiên phú của Huân Nhi. Không biết đã khiến cho bao nhiêu nam nhân có thể xưng là xuất chúng mê muội. Nhưng những người này, mặc dù cho dù đặt ở vị trí thiên tài của già nam học viện, kể ra cũng có thể được liệt danh vào hàng cường giả. Nhưng mà, không có bất luận một người nào, có thể chính thức cùng nàng nói chuyện ôi dường như quên mất một người a à, tên gia hỏa được xưng là thiên tài trong vòng trăm năm nay của già nam học viện miễn cưỡng mới là nam nhân khiến cho tiểu thư bỏ ngụy trang xuống nói chuyện nhưng mà dường như cũng vẻn vẹn dừng lại đó mà thôi tên gia hỏa đáng thương đời này có lẽ không trông đợi được gì nghĩ đến thanh niên xuất chúng kia ở học viện khiến cho người khác cảm thấy rung động lục sắc nhân ảnh trong lòng âm thầm lắc đầu có phần thương hại hắn làm sao thoát khỏi mê muội đoá thanh liên thoát trần kia có lẽ chỉ có thể nở ra với một nam nhân tên tiêu viêm lục sắc nhân ảnh trong lòng rõ ràng chỉ cần một khi ở trước mặt tiểu thư nhắc tới tên tiêu viêm tính tình thanh nhã gần như có phần lạnh nhạt của huân nhi liền có thể đem nụ cười phòng hộ luôn tự tiệt người khác rút đi chính thức trở thành một nữ nhân ở vào trạng thái yêu đương dáng vẻ thẹn thùng cực kỳ hiếm thấy mà những người kia Tuyệt đối không có may mắn nhìn thấy được gã gia hỏa kia thật khiến người ta hâm mộ đến ghen ghét a, thật sự không biết hắn như thế nào lấy được tâm hồn thiếu nữ của tiểu thư. Thật sự khó mà tin tưởng, tiểu thư tính tình cao ngạo như vậy, để có thể coi trọng một nam nhân nào đó. Than thở lắc lắc đầu, Lục Sắc Nhân ảnh hơi có phần khó hiểu, nhưng mà nếu như hắn biết gã gia hỏa kia bởi vì khi còn bé đánh bậy đánh bạ chạy vào trong phòng tiểu cô nương Huân Nhi, lấy lý do vun bồi căn cốt, đem thân thể tiểu cô nương toàn thân cao thấp không chút liêm sỉ sờ soạng khắp người lúc đó đã lấy đi tâm hồn của tiểu cô nương ngây thơ không hiểu chuyện hắn có lẽ sẽ sốc mà ngất tại chỗ nữ nhân tên là vân chi nàng là vân lam tông tông chủ vân vẩn mơ hồ khuôn mặt có chút nóng lên trong lòng đang miên man suy nghĩ cái gì đó huân nhi liếc mắt nhìn bóng người quỳ dưới đất bỗng nhiên nhẹ giọng nói bạn đang đọc chuyện được lấy tại chấm cơm ôi nghe vấn đề này lục sắc nhân ảnh thoáng có chút kiềm hãm, căn cứ tình báo, hắn hiển nhiên là biết vị nữ nhân tên là Vân Chi và tiêu viêm quan hệ có phần không bình thường. Lập tức cười khổ gật gật đầu, nói, đích thực là Vân Lam Tông Tông chủ vân vận, mặc dù trong lòng đã có đáp án, nhưng mà sau khi nghe xác nhận, Huân Nhi vẫn như cũ không khỏi khẽ thở dài một hơi. Trên gương mặt ẩn hiện biểu tình phức, tạp, sau một lúc lâu, phe phẩy đầu cười khổ nói. Tiêu viêm ca ca thật đúng là hồ đồ. Loại sự tình này, chẳng lẽ còn không đoán được sao? Ngày sau chờ lên Vân Lam Tông. Ta nhìn ngươi dự định xử lý mối quan hệ rắc rối này ra sao? Tiểu thư, nữ nhân kia dường như đối với tiêu viêm. Âm thanh lục sắc nhân ảnh ấp úng còn chưa nói xong. Hắn phát hiện vẻ mặt thiếu nữ đối diện hơi trầm xuống. Lập tức thức thời vội vàng đem những chữ từ trong miệng nuốt xuống. Người cảm giác sai rồi thiếu nữ âm thanh lạnh nhạt lại là mơ hồ có một phần oán hận trong lòng vâng vâng lau mồ hôi lạnh lục sắc nhân ảnh vội vàng gật gật đầu cũng không dám nhắc tới sự tình này mặc dù hắn biết thân phận cô gái đối diện không tầm thường nhưng cho dù không tầm thường như thế nào đi nữa nàng cuối cùng cũng chỉ là một người phụ nữ chuyện ghen tuông đối với nữ nhân mà nói đó là thiên phú dị bẩm người truyền tin cho lang sư đi khiến hắn khi tiêu viêm ca ca tới Vân Lam Tông, ngấm ngầm bảo vệ. Mặc ra đại trưởng lão bị giết những kẻ bảo thủ ở Vân Lam Tông sẽ vì danh tiếng. Tất nhiên sẽ không dễ dàng để hắn rời đi. Huân Nhi lông mày cau lại nói. Còn cần chú ý đến hải ba đông bên cạnh hắn. Ta cảm thấy tên kia có phần khó có thể suy xét. Nếu như có biến cố gì. Lăng sư, nói đến chỗ này. Huân Nhi cánh tay nhỏ nhẹ nhàng trước người làm một động tác trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ lạnh như băng khiến người ta sợ hãi. Vâng, thấy thế, lúc sắc nhân ảnh vội vàng cung kính gật gật đầu. Được rồi, dựa theo lời ngươi, tiêu viêm ca ca bên người có thất thải thôn thiên mãng. Hẳn là Mỹ đỗ toa nữ vương, tay nhỏ khẽ vén mái tóc bay xuống ở trên trán Huân Nhi nói. Ân, nhưng mà chỉ là bây giờ Mỹ đỗ toa nữ vương. Dường như linh hồn bị thất thải thôn thiên mãng áp chế muốn chờ nàng một lần nữa phục hồi có lẽ còn phải chờ đợi một khoảng thời gian có điều một khi mỹ đỗ toa nữ vương nắm trong tay thân thể của thất thải thôn thiên mãng như vậy nàng liền sẽ trở thành đấu tông cường già đến lúc đó nếu như là nàng nổi lên sát tâm với tiêu viêm vậy có chút phiền phức l ục sắc nhân ảnh do dự nói ôi không nghĩ tới tiêu viêm ca ca bên cạnh ẩn núp toàn những quả bom kinh khủng thật sự là đau đầu a à, đành chịu lắc lắc đầu Huân Nhi xoa cái chán chân bóng. Suy nghĩ một lúc lâu. Nói, trong khoảng thời gian ngắn, có lẽ Mỹ đỗ toa nữ vương không thể nắm được thân thể thất thải thôn thiên mãng. Ít hôm nữa, sau khi tiêu viêm ca ca đi tới giả nam học viện. Đến lúc đó, nghĩ biện pháp đem mấy vấn đề này giải quyết hết một loạt. Vâng, tốt lắm, người trước tiên cứ rời học viện đã. Đừng ở chỗ này lâu, nếu như bị phát hiện, đánh động đến cả lão viện trường một lần thôi cũng không êm xuôi rồi dặn dò mọi chuyện xong xuôi, sau đó Huân Nhi mới phất tay. Nhắc nhở nói, ha ha, lão gia hỏa kia thực lực rất mạnh, chính diện giao chiến, chỉ sợ là lăng sư cũng vẫn tua kém một chút, nhưng mà chỉ là nếu nói đến ẩn nấp, ta ngược lại là có phần tin tưởng, lúc sắc nhân ảnh cười gật đầu, lần thứ hai hướng về Huân, Nhi cung kính khom người hành lễ. Sau đó thả người vọt đi, biến mất bên một thân cây, thân cây hơi lắc lư, rất nhanh rơi vào yên lặng nhìn bóng ngươi tan biến, Huân Nhi chậm rãi xoay người, nhìn chăm chú dưới dốc núi lượn lờ mây mù. Một lát sau, ôn nhu mỉm cười, nụ cười tuyệt diễm, tiêu viêm ca ca, một năm thời gian tiến bộ của ngươi. Cho dù là Huân Nhi cũng cảm thấy kinh ngạc, đi Vân Lam Tông xong, ngươi liền có thể đến giả Nam học viện rồi. Huân Nhi ở chỗ này, rất cô đơn, khi sắp tới nạp lan gia tộc trước một ngã tư đường tiêu viêm cùng hải ba đông phân ra. Lúc này mới chậm rãi hướng tới một viện phủ khổng lồ không xa đi tới. Đến gần viện phủ khí thế cực kỳ hào hùng, Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn thấy tại trước cửa không ngờ vây quanh không ít người. Hơn nữa những người này tất cả đều là thân mặc luyện dược sư bào phục, trước lồng ngực vài hàng màu bạc gợn sóng sáng chói, biểu hiện kiêu ngạo thân phận cùng cấp bậc của bọn họ. Mọi người đang đi trên đường phố, hễ là người qua đường đi ngang qua chỗ đó, đều là hướng tới ánh mắt kính sợ cùng hâm mộ đám đông chen nhau xì xào bàn tán về các luyện dược sư ở trong lòng bọn họ luyện dược sư là một loại chức nghiệp quý tộc cao quý mà đối với các luyện dược sư đông đúc kia nạp lan gia tộc rõ ràng cũng không dám dễ dàng chậm trễ nơi cửa một ít hạ nhân cung cung kính kính chờ đợi bên ngoài hướng về đám luyện dược sư nói gì đó đợi đến khi phát hiện đối phương đích thật có thực lực tiến vào trong mới cho phép đi qua mà một vài luyện dược sư thực lực thật sự có chút vấn đề cũng vẫn đưa ra khuôn mặt tươi cười chỉ là tỏ ý tự tuyệt mặc dù loại cử chỉ này khiến cho luyện dược sư có chút bất mãn bất quá nghĩ tới thế lực của nạp lan gia tộc cùng với sự quan hệ của nạp lan yên nhiên cùng vân lam tông bọn họ cũng đành mang theo chút không vui phất tay áo rời đi tại nơi cửa ánh mắt nhìn chăm chú một hồi tiêu viêm phát hiện luyện dược sư có thể được phép tiến vào trong đó tựa hồ đều là tam phẩm luyện dược sư mà luyện dược sư bị cự tuyển. Chỉ là nhị phẩm, thậm chí còn có một ít nhất phẩm luyện dược sư đến đây góp vui. cúi đầu liếc mắt một chiếc lồng ngực nhị phẩm luyện dược sư huy chương, tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu nhấc chân hướng đại môn nạp lan ra tộc phòng ngự xâm nghiêm đi tới. chen qua đám người, tiêu viêm tiến lên trước một bước một vị lão nhân nhìn giống thân phận quản gia. Vội vã đi lên đón tiếp. Bất quá khi nhìn dung mạo còn trẻ tuổi của tiêu viêm cùng với chiếc lồng ngực nhị phẩm luyện dược sư Huy Trương. Trong đôi mắt giả nua đục ngầu thoáng hiện lên vẻ thất vọng khó có thể phát hiện. Mặc dù đối phương tuổi tác làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Bất quá gấp bậc này, vẫn là chưa đạt tới yêu cầu. Trong lòng tuy có chút thất vọng, bất quá tại nạp lan gia tộc đã mười mấy năm, lão nhân quản gia cũng không ngu ngốc đến nỗi biểu lộ ra khuôn mặt lập tức thoáng lộ ra vẻ ôn hòa tươi cười nói vị tiểu huynh đệ này ta là quản gia của nạp lan gia tộc nói vậy ngươi cũng là tới thử xem có thể điều trị cho nạp lan kiệt lão gia tử phải không tiêu viêm gật đầu không có mở miệng nói chuyện dung mạo tầm thường lộ trên băng tàm ra mặt toát lên vẻ lạnh như băng tiêu viêm biểu tình lạnh lùng làm cho lão nhân hơi ngẩn người loại thái độ này cùng với các luyện dược sư khác có chút bất đồng a à, một lát sau bất đắc dĩ nói xin lỗi tiểu huynh đệ chúng ta lần này yêu cầu là cần phải tam phẩm hoặc là từ tam phẩm luyện dược sư trở lên ngươi tự hồ còn chưa có đạt tới yêu cầu cấp bậc cũng không đại biểu hết thảy thành âm của tiêu viêm bị hắn áp chế tới mức hơi khàn khàn ngữ khí bình tĩnh làm cho lão nhân khẽ cau mày nhìn được khuôn mặt bất đắc dĩ của lão nhân nọ Tiêu viêm lắc đầu từ nạp giới lấy ra thư tiến cử của nhã phi đưa ra, sau đó hai tay lại rụt vài trong tay áo. Thấp giọng nói, không nên bởi vì do ngươi mà làm mất đi cơ hội cuối cùng của lão gia tử bọn ngươi. Cấp bậc, cũng không đại biểu hết thảy, đan vương cổ hà. Cũng không phải đã từng không thể trị liệu được cho lão gia tử bọn ngươi sao. Nghe tiêu viêm nói, làm cho lão nhân sắc mặt hơi đổi. Tiếp nhận thư tiến cử nhìn được tên người tiến cử không khỏi có chút kinh ngạc ngẩng đầu liếc mắt nhìn tiêu viêm một cái trầm ngâm một lúc lâu cắn răng lắc mình tránh ra hướng về thủ vệ nơi cửa quát khẽ nói tránh ra tiên sinh thỉnh ngài qua hy vọng ngài thật sự có thể trị liệu cho lão gia tử chúng ta nếu như là vậy ngài sẽ là bằng hữu vĩnh viễn của nạp lan gia tộc chúng ta hơi cúi đầu với tiêu viêm lão nhân trong thanh âm bởi vì biểu hiện vừa rồi của tiêu viêm liền mang theo ngữ khí cung kính. Bạn đang đọc truyện tại http 2 gạch chéo gạch chéo vn gật đầu. Tiêu viêm khuôn mặt vẫn y nguyên bộ dạng không chút thay đổi. Không có nói nhiều lời vô nghĩa, chậm rãi đi vào đại môn, sau đó biến mất trong tầm mắt ngạc nhiên của mọi người. Tiến vào đại môn, lập, tức một thị nữ mỹ lệ vội vã từ một bên đi ra sau đó hướng tới tiêu viêm ôn nhu nói vài câu liền ở phía trước dẫn đường. Không nhanh không chậm theo sát sau thị nữ tiêu viêm ánh mắt ở trong phủ đệ xa hoa đảo qua tòa nhà cao ngất khí thế. Khiến hắn âm thầm khẽ gật đầu. Cái khác không nói, nạp lan gia tộc này, đích xác không hổ là một trong tam đại gia tộc của gia mã đế quốc tài lực như này. Tiêu gia tuyệt đối là theo không kịp. Hành tẩu trên con đường nhỏ màu xanh đá vụn, tiêu viêm đôi mắt đột nhiên nhíu lại hắn cảm ứng được càng vào sâu phía trong nạp lan gia tộc từng đảo ánh mắt không rõ ràng cùng với linh hồn cảm giác lực bắt đầu từ một vài góc bí ẩn bắn ra nhất cử nhất động của tiêu viêm đều là thu vào trong mắt giữa lúc lơ đã ngẩng đầu ánh mắt tùy ý quét qua một chỗ trên mái hiên nơi đó một vài bóng dáng đen kịt ẩn giấu ở trong bóng tối từng đạo bóng đen theo ánh mặt trời phản xạ ra những mũi tên sắc bén chính là đang chậm rãi ở trong phủ đệ di động. Bất cứ xuất hiện một điểm gió thổi cỏ lay, đều sẽ làm cho bọn họ trong nháy mắt đưa tới công kích. Phòng ngự quả nhiên rất xâm nghiêm, tiêu viêm nhíu mày, bất đắc dĩ lắc đầu, dương mắt nhìn tòa đại sảnh xa hoa xuất hiện ở chỗ cuối con đường nhỏ. Ánh mắt xuyên thấu đại môn khép hờ, có thể mơ hồ nhìn thấy trong đó tựa hồ đứng không ít người chậm rãi tiến vào đại sành trong đó truyền ra một ít âm thanh thấp giọng xì si xào bàn tán nhẹ nhàng đẩy cửa ra đến trong đại sảnh thanh âm xì si xào đột nhiên ngừng lại sau đó từng đảo ánh mắt hướng về phía chỗ đại môn ngay lúc mọi người ánh mắt liếc tới chỗ lồng ngực có gắn nhị phẩm luyện dược sư huy chương của tiêu viêm đều không khỏi sửng sốt trong ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc hiển nhiên bọn họ đều cũng có chút kỳ quái tại sao một nhị phẩm luyện dược sư cũng có tư cách tiến vào nơi này. Tiêu viêm ánh mắt chậm rãi đào qua trong đại sảnh, tại đại sảnh rộng lớn, ngồi tới 10 vị thân bào phục luyện dược sư cùng màu, tại chỗ lồng ngực bọn họ. Đều là tam phẩm luyện dược sư huy chương, bất quá tam phẩm luyện dược sư này, phần lớn đều là tại độ tuổi trung niên. Trong đó có hai vị, tóc đã hoa dâm, không để ý đến những ánh mắt kinh ngạc, tiêu viêm chậm rãi di động tầm mắt dừng lại ở một trung niên nam tử đang ngồi ở vị trí chủ vị, người này không mặc luyện dược sư trường bao. Uy vệ ngồi ở trên ghế, mắt hổ hơi khép hờ, hơi có chút khí thế không giận mà uy. Tầm mắt rời qua người trung niên nam tử cuối cùng nhíu mày dừng ở một vị nữ tử xinh đẹp thân thể mềm mại. Nữ nhân này tiêu viêm cũng không xa lạ, làm cho hắn tại trong lòng chậm rãi thở ra một hơi. Tại bên cạnh trung niên nam tử, thân nguyệt bào váy dài nạp lan yên nhiên ngồi lặng lặng đôi mắt đẹp hướng nhìn tiêu viêm đứng nơi cửa trên mặt cười đồng dạng hiện lên vẻ kinh ngạc ngay lúc ánh mắt tiêu viêm nhìn vào vị trung niên nhân người này cũng đem tầm mắt dừng ở trên người hắn nhìn người trước mặt dung mạo còn trẻ tuổi hơi sửng sốt chợt đứng dậy nhìn tiêu viêm chắp tay cười nói vị tiểu huynh đệ này tại hạ nạp lan gia tộc nạp lan túc nạp lan túc tên vừa vào tai tiêu viêm hai tay trong tay áo bào khẽ run lên khóe mắt không tự chủ được hơi giật giật ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vị trung niên nhân lộ ra hào khí người này dĩ nhiên là phụ thân của nạp lan yên nhiên cũng là người thiếu chút nữa trở thành nhạc phụ của tiêu viêm nham kiêu tâm tình chậm rãi đè nén tiêu viêm thanh âm có chút khàn khàn thấp giọng nói thước đặc nhĩ gia tộc nhã phi tiểu thư tiến cử ta lại đây thử xem có thể hay không thay nạp lan lão gia từ khu độc nga a à a à, nguyên lai like là nhã phi điệp nữ đề cử a mời ngồi, nghe vậy, nạp lan túc chợt hiểu gật đầu, cười lớn nói, khẽ gật đầu tiêu viêm dưới từng đảo kỳ dị ánh mắt đi tới vị trí cuối cùng. Sau đó an tĩnh ngồi xuống, hắn tự nhiên là biết những ánh mắt kỳ dị này đại biểu cho ý gì, ngay cả đan vương cổ hà cũng không có thể giải quyết nan đề. Một nhị phẩm luyện dược sư, có thể tới làm cái gì ngồi ở ghế tiêu viêm lâm vào trầm mặc. Bất quá hắn vẫn như cũng có thể rõ ràng cảm giác được ánh mắt nạp lan yên nhiên tựa hồ dừng ở trên thân mình thời gian không ngắn lập tức nhíu mày trong lòng thầm nghĩ bị nhận ra a à. như thế nào có thể người này sao cảm giác làm cho ta có chút quen mắt đôi mắt đẹp liếc nhìn hắc sam nam tử ngồi ở trong góc nạp lan yên nhiên lông mày kẻ đen cau lại trong lòng thấp giọng lầm bẩm nói a à a à à, nói vậy chư vị cũng minh bạch vấn đề của nạp lan gia tộc chúng ta gia phụ trước kia chúng phải thứ hung danh hiền hách lạc độc hiện giờ độc tính bộc phát rốt cuộc thì không thể chống đỡ được cổ hà đại sư đã tới một lần nhưng vẫn như cũ thúc thủ vô sách mặc dù hắn nói qua cần phải sử dụng dị hòa mới có thể độc tố trong cơ thể lão gia từ trục xuất ra bất quá luyện dược sư có được dị hòa thật sự là quá mức thưa thớt muốn tìm kiếm thật sự là quá mức khó khăn cho nên chỉ có thể thử xem cách ấy chư vị cũng là một số luyện dược đại sư trong hàng ngũ của gia mã đế quốc riêng mỗi người cũng có bản lãnh đặc biệt cho nên tại hạ muốn mời chư vị hỗ trợ thử xem nhìn xem một chút có thể hay không có biện pháp khác nạp lan túc nhìn quanh một vòng thanh âm có chút trầm thấp cười nói không nói nhiều lời vô nghĩa chỉ cần chư vị có thể điều trị tốt cho lão gia tử về phương diện thù lao tuyệt đối sẽ không làm cho các vị thất vọng bàn tay vung lên nạp lan túc hướng về một lối cửa nói lão gia tử ở bên trong vẫn thỉnh chư vị từng người thử xem. Nghe vậy, trong đại sảnh hơn 10 vị luyện dược sư nhìn nhau liếc mắt một cái, một lát sau, một vị lão già tóc hoa dâm cười híp mắt đứng dậy, dẫn đầu tiến vào lối cửa, xong sau hơn 10 phần chung, lại lắc đầu đi ra, ngồi trở lại ghế, hướng tới Nạp Lan Túc cười khổ nói, xin lỗi, Nạp Lan tộc trưởng, lạc độc kia thật sự rất ngoan cố, ta phối chế hơn 10 vị giải độc đan, tất cả đều không có hiệu quả nghe được lời này của lão già nạp lan túc cùng nạp lan yên nhiên ở bên cạnh đều tỏ vẻ thất vọng thở dài một hơi nhìn nhau lướt mắt một cái cười khổ lắc đầu sau lão nhân mười vị luyện dược sư đều liên tiếp tiến vào bất quá hơn mười phần chung đều xấu hổ đi ra hiển nhiên đối với cái loại kịch độc mà ngay cả cổ hà đều thúc thủ vô sách bọn họ đương nhiên cũng không có cái loại năng lực này theo một đám luyện dược sư vẻ mặt xấu hổ đi ra nạp lan túc cùng nạp lan yên nhiên trên khuôn mặt vẻ thất vọng càng ngày càng đậm ngay lúc vị luyện dược sư cuối cùng từ đó đi ra tâm tình rốt cuộc chậm rãi trầm xuống. Ở một bên đôi mắt đẹp của nạp lan yên nhiên cũng đã hơi có chút phớt hồng. Trong đại sảnh, 10 vị tam phẩm luyện dược sư đã không còn đắc ý cùng kiêu ngạo như lúc trước mặt già xấu hổ. Vẫn duy trì trầm mặc. Theo mọi người trầm mặc trong đại sảnh bầu không khí cũng từ từ rơi vào tình trạng nặng nề, sau một lúc lâu nạp lan túc thở dài một hơi miễn cưỡng cười nói đa tạ chư vị xem ra lão ra từ đích xác một kiếp này khó thoát khỏi số mệnh mặc dù thất bại bất quá tại hạ vẫn sẽ sai quản gia cấp chư vị một phần thù lao phong phú nghe trong lời nói có ý tiễn khách này mọi người cười khổ lắc đầu đứng dậy chuẩn bị rời đi bầu không khí kiểu này bọn họ thật sự không còn mặt mũi nhận thù lao ta thử xem sao lời nói bình thản đột nhiên từ trong góc truyền ra đánh vỡ bầu không khí trầm mặc vị nhị phẩm luyện dược sư tuổi trẻ, sắc mặt lạnh nhạt bước ra, thanh âm bình tĩnh. Làm cho mọi người trong đại sảnh hơi nhớn may. Nhìn luyện dược sư tuổi còn trẻ kia chậm rãi đi ra, trong đại sảnh mọi người đều ngẩn người. Vài vị tam phẩm luyện dược sư vừa rồi thúc thủ vô sách trên khuôn mặt liền xuất hiện tia chế nhạo. Ngay cả tam phẩm luyện dược sư cũng không có biện pháp. Người một nhị phẩm luyện dược sư có bản lãnh gì nạp lan túc nhìn chằm chằm người tuổi trẻ đi ra, quay đầu cùng nạp lan yên nhiên liếc mắt nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc hiển nhiên. Cử chỉ của thanh niên nhị phẩm luyện dược sư này thật sự ngoài dự liệu của bọn họ vừa rồi vẫn thỉnh vào. Đó là gấp mặt mũi cho nhã phỉ. Nói thật ra, nhìn tướng mạo, bọn họ vẫn không có cái gì chờ đợi ở vị luyện dược sư trẻ tuổi này. Tuy nói người không thể dựa vào tướng mạo, có đúng hay không đối phương dù sao cũng chỉ là một gã nhị phẩm luyện dược sư loại cấp bậc này vẫn còn là giai đoạn ban đầu của luyện dược thuật chẳng lẽ còn có thể trông cậy một sơ học giả liền có thể khu trục lạc độc mà ngay cả đan vương cổ hà đều không thể làm được sao vị tiểu huynh đệ này ngươi đứng dậy nạp lan túc mặc dù trong lòng cũng không thế nào cho rằng người tuổi trẻ trước mặt có che giấu bản lãnh chỉ vì thói quen cho phép Hắn thoáng có chút cẩn thận dò hỏi người có nắm chắc trị liệu được cho lão gia tử chậm rãi đứng ở trong đại sảnh tiêu viêm liếc mắt nạp lan túc đạm mạc nói vậy xin hỏi đan vương cổ hà có nắm chắc trị liệu? Ách nghe vậy nạp lan túc liền ngắc ngứ tức thì xấu hổ lắc đầu nếu cổ hà đại sư có thể trị liệu chúng ta đây cần gì phải phí tinh lực như vậy để mời người đến chữa bệnh nếu ngay cả đan vương cũng không có tuyệt đối nắm chắc vậy nạp lan tộc trưởng nói lời này với ta có đúng hay không có chút, tiêu viêm thanh âm khàn khàn thoáng có chút trào phúng, lạnh lùng nói. Có chút ngượng miệng, nạp lan túc dự định chỉ dò xét một chút người tuổi trẻ này nhưng lại không nghĩ rằng hắn miệng lưỡi lợi hại như vậy. Tức thì có chút ứng phó không kịp trong lúc nhất thời. Cũng không biết đáp lời như thế nào cho tốt, các hạ hiểu lầm gia phụ rồi. Hắn cũng không phải là nhầm vào ngươi, chỉ là lão gia từ hôm nay tình huống càng ngày càng không ổn chúng ta cũng không còn bao nhiêu thời gian để tiêu hao cho nên tự nhiên phải cẩn thận một chút. Xin đừng để bụng, trong khi nạp lan túc còn đang kinh ngạc một bên nạp lan yên nhiên tĩnh tỏa, ngọc thủ nhẹ nhàng giật nhẹ vạt áo nạp lan túc. Quay về phía tiêu viêm thong rong mỉm cười nói, vừa rồi các ngươi lãng phí thời gian, vẫn còn chưa đủ sao. Ánh mắt hướng trên người nữ nhân xinh đẹp tiêu viêm nắm tay trong ống tay áo không tự giác nắm chặt lại thanh âm của hắn vẫn như cũ không có chút gợn sóng. Không chỉ bởi vì mỹ mạo đối phương mà buông lỏng, ngược lại phát ra từng tia lạnh như băng, không khó phát hiện. Nghe lời này của tiêu viêm, trong đại sảnh hơn 10 luyện dược sư, sắc mặt không khỏi hiện lên vẻ khó coi. Lời này của tiêu viêm, không thể nghi ngờ chính là lời nói lúc trước của bọn họ, lãng phí thời còn sót lại không nhiều của nạp lan lão gia tử. Lập tức, một vị lão nhân đầu tóc hoa dâm khuôn mặt đỏ lên nhịn không được tiếng khiển trách thoát khỏi miệng quát đâu đến lượt mau đầu tiểu từ ngươi có thể cuồng vọng như thế chứ ngươi một gã nhị phẩm luyện dược sư có tư cách gì cùng chúng ta nói loại chuyện này tiếng quát lão nhân vừa vang lên chung quanh vài tên luyện dược sư đều căm phẫn gật đầu cùng hướng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hướng về phía thanh niên nhìn thanh niên khuôn mặt đạm mạc giống như một khối băng nạp lan yên nhiên mày liễu cũng khẽ cau lại nếu hắn có bản lãnh thật sự nàng cũng không ngại cho hắn cuồng vọng một chút nhưng nếu không năng lực tránh thức gì lại thích mạnh miệng hết lần này tới lần khác người như thế làm nàng đáy lòng chán ghét nghe ngữ khí của các hạ tựa hồ đối với bản lãnh chính mình có một chút tin tưởng a à, nạp lan túc phục hồi tinh thần lại nhìn chằm chằm tiêu viêm trầm giọng nói bất quá ngươi hẳn là biết mặc kệ ngươi thiên phú kiệt xuất như thế nào nhưng hiện bây giờ ngươi chỉ là nhị phẩm luyện Nạp Lan Túc nói, vẫn chưa hoàn toàn nói ra, bỗng đột nhiên dừng lại, đồng thời, trong đại sành. Nhiệt độ chợt lên cao, những tam phẩm luyện dược sư nguyên bản còn muốn châm chọc, giờ phút này cũng chậm rãi há hốc miệng. Không thể tin nhìn chằm chằm thanh niên trong đại sảnh, trên lòng bàn tay đang bay lên hai luồng thanh sắc hỏa diễm. Đứng bên cạnh, Nạp Lan yên nhiên nhìn thanh sắc hỏa diễm trong lòng bàn tay thanh niên, ngọc thủ chậm rãi trở nên hồng nhuận, khiếp sợ cùng vui mừng như điên, tại lúc đó làn thu thủy từ con ngươi lóe ra. Chư vị hẳn là nhận thức được, không để ý không khí yên tĩnh chung quanh. Tiêu Viêm cúi đầu nhìn hai luồng thanh sắc hỏa diễm như có linh tính, nhàn nhạt nói: "Dị hòa, hít thở sâu một ngụm không khí nóng cháy, cả ngày luôn tiếp xúc với lửa, mười vị tam phẩm luyện dược sư kia trong nháy mắt đã nhận ra rõ ràng ngọn thanh sắc hỏa diễm. Trên khuôn mặt nỗi khiếp sợ từ từ bao kín, từng đảo ánh mắt cuồng nhiệt, gắt gao nhìn chầm chầm đoàn thanh sắc hỏa diễm đang bốc lên. Tiểu huynh để, ngươi, đây là dị hỏa. Dùng động trong mắt từ từ rút đi, nạp lan túc khuôn mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Cơ hồ khó có thể che giấu. Bây giờ các ngươi có thể đình chỉ những lời vô vị này được chưa khuôn mặt thanh niên bình phàm cúi đầu điều khiển thanh sắc ngọn lửa ngữ khí đạm mạc mặc dù bây giờ tiêu viêm ngữ khí vẫn như cũ giống như lúc trước không chút khách khí nhưng những tam phẩm luyện dược sư kia trên khuôn mặt cũng không dám có một chút gì khinh thường cùng trào phúng luyện dược sư có thể có được dị hỏa tại luyện dược giới tiền đồ cơ hồ là không thể hạn lượng ngay cả đan vương cổ hà cũng chưa có dị hỏa của chính mình có tưởng tượng mức độ chân quý của dị hỏa đến tột cùng là như thế nào muốn có dị hỏa không chỉ phải có cơ duyên lại còn phải có lực lượng khổng lồ sau lưng ủng hộ nói cách khác phía sau vị thanh niên nhị phẩm luyện dược sư này nhất định là có một vị sư phụ thực lực cực kỳ cường đại các hạ ta thay mặt gia phụ vì sự chậm trễ vừa rồi hướng ngươi nói một tiếng xin lỗi xin mời đứng dậy nạp lan yên nhiên hướng về tiêu viêm khom người không có trả lời nàng Tiêu viêm liếc mắt cười nhìn nạp lan túc một bên. Sau đó cùng nạp lan yên nhiên xoay người đi tiến vào căn phòng bên cạnh. Trong khi tiêu viêm tiến vào phòng. Nạp lan túc quay sang mười vị tam phẩm luyện dược sư trong đại sảnh cười nói chút gì đó, rồi phất tay sai quản gia tiếp đãi. Sau đó cùng nạp lan yên nhiên gấp rút theo vào, chậm rãi tiến vào căn phòng. Ngọn đèn nhàn nhạt nhu hòa tỏa ra tiêu viêm nhẹ nhàng đẩy cửa, không gian trong phòng rộng lớn. Tại vị trí trung ương, trên một chiếc giường lớn một vị lão nhân khô héo đang nằm trên đó tại chung quanh giường mấy thị nữ đang vội vàng chạy đi chạy lại nghe âm thanh cửa phòng các nàng ánh mắt đều hướng về phía cửa sau đó lại tiếp tục chăm sóc lão già đang hôn mê chậm rãi đến gần giường tiêu viêm ánh mắt tại giường quét qua phát hiện trên khuôn mặt lão nhân ẩn ẩn hiện hiện một màng hắc khí trên khuôn mặt an tĩnh đang ngủ say đã có chút khí tức tử vong Quả nhiên rất nghiêm trọng liếc lão nhân kia cơ hồ đã bước một chân xuống một tiêu viêm thấp giọng nói. Đúng vậy, loại lạc độc này. Sợ rằng cho dù là một gã đấu hoàng cường già, cũng không dám dễ dàng dính vào. Lão gia tử có thể sống qua nhiều năm như vậy đã đạt đến cực hạn rồi. Theo sát phía sau nạp lan túc thở dài lắc lắc đầu, sau đó cẩn thận nói tiểu huynh đệ. Ngươi xem, có hay không thể hay không chữa trị được. Một bên, nạp lan yên nhiên gật đầu, một đôi mắt sáng, khẩn khẩn chăm chú nhìn dáng vóc cao cao của thanh niên bên cạnh. Thanh niên vẫn sắc mặt đạm mạc nói ta cũng không biện pháp gì khác cho nên chỉ có thể dựa theo biện pháp theo lời của đan vương cổ hà. Dụng dị hỏa tiến vào trong cơ thể lão gia tử. Sau đó chậm rãi khu độc, tiêu viêm lắc lắc đầu. Bình tĩnh nói, nói như vậy, nguy hiểm hẳn là rất lớn sao. Nghe vậy, nạp lan yên nhiên thoáng có chút trần chờ thấp giọng nói không nắm chắc tới, 50%, tiêu viêm tiếp tục nói, liếc mắt nạp lan yên nhiên một bên khuôn mặt khẽ biến. Cười lạnh nói, bộ dạng lão gia tử như vậy, cũng khó có thể qua nổi hai ngày nữa, sẽ bị độc tố hành hạ đến chết. Có hay không liều mạng để ta cứu chữa? Lựa chọn như thế nào, các ngươi tự quyết định đi, cái này dù không có nắm chắc đi chăng nữa cũng chẳng có gì đáng chê cười, vẫn phải nói ra cho rõ ràng. Tiêu viêm cười lạnh mang theo ngữ khí cao ngạo khiến cho nạp lan yên nhiên mày liễu cau lại nét mặt có chút không được tốt lắm lấy thân phận của nàng những năm gần đây thực sự không ai dám cùng nàng nói chuyện như vậy nắm chặt thời gian đi ta cũng không có dư thừa thời gian để tiêu hao nhẹ phất tay áo tiêu viêm không để ý đến thần sắc của nạp lan yên nhiên nhàn nhạt nói ai nếu nói như vậy chỉ có thể hoàn toàn dựa vào tiểu huynh đệ rồi, nếu ngươi thật sự có thể chữa trị tốt cho lão gia tử, nạp lan gia tộc chúng ta mãi mãi là bằng hữu của ngươi. Cắn răng trầm ngâm một hồi, nạp lan túc cuối cùng gật mạnh đầu, trầm giọng nói, tránh ra đi, đừng quấy nhiễu ta, tùy ý phất tay, tiêu viêm ngồi ở cạnh giường. Tay phải dương lên, thanh sắc hỏa diễm lượn lờ xuất hiện trong nháy mắt, khiến cho nhiệt độ căn phòng chợt tăng cao. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www truyện phun nhìn tiêu viêm chuẩn bị động thù. Nạp lan túc lôi kéo nạp lan yên nhiên lui lại mấy bước đồng thời phất tay hướng thị nữ trong phòng. Toàn bộ đuổi ra ngoài. Một tay đem nạp lan kiệt trên giường dựng lên. Tiêu viêm tỉ ý liếc mắt nhìn vị hảo bằng hữu của gia gia mình. Mặc dù trải qua độc tố ăn mòn lâu như vậy, lão nhân khuôn mặt khô héo, có vẻ giống một người tàn tật vẫn như cũ vẫn toát ra nét kiêu ngạo như danh tay trái nhẹ nhàng khiêu động vỗ vào bả vai nạp lan kiệt. Một cổ ám kính làm y bào trên thân thể lão nhân chấn thành bột phấn. Lộ ra thân thể khô gầy giống như một bộ xương. Nhìn thân thể khô gầy này của lão nhân với tính tình của tiêu viêm. Cũng nhịn không được lắc đầu mà một bên nạp lan yên nhiên. Hốc mắt càng đỏ lên. Làn xương mỏng cực kỳ hiếm thấy. Quanh quần tại con người khiến cho vị nữ nhân được yêu chiều này lộ ra dáng vẻ nhu thuận đáng yêu ngón giữa chậm rãi lộ ra. Một đoàn thanh sắc hỏa diễm tại đầu ngón tay lượn lờ tiêu viêm nhìn chầm chầm đoàn thanh sắc hỏa diễm. Bình tĩnh nói, ta phải bắt đầu rồi. Như ta đã nói, dụng dị hỏa tiến vào thân thể lão gia tử. Sẽ là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, cho nên chớ kinh động làm phá hư tinh toán của ta. Nghe vậy, nạp lan yên nhiên cùng nạp lan túc sắc mặt đều hơi đổi. Bất quá cũng chỉ có thể cười khổ gật gật đầu. Linh hồn lực lượng chậm rãi dò xét thân thể. Đến khi nhiệt độ của ngọn lửa cao đến một mức độ nhất định liền cố gắng áp chế nhiệt độ. Sau đó nhẹ nhàng hướng phía sau lưng nạp lan kiệt điểm tới. Ngón tay điểm lên thanh sắc hỏa diệm phốc một tiếng. Lập tức tiến vào trong thân thể nạp lan kiệt mà vốn không hề hay biết cũng tại một khắc. Thân thể đột nhiên run rẩy Ngón tay điểm tại sau lưng nạp lan kiệt. Tiêu viêm ánh mắt khép hờ linh hồn lực lượng khống chế đoàn thanh sắc hỏa diễm nhanh chóng xuyên qua một vài kinh mạch chủ chốt. Sau đó từ từ tiến lại gần bộ xương bị lạc độc bao phủ. Dựa vào linh hồn lực lượng thi triển tình trạng của nạp lan kiệt xuất hiện trong óc tiêu viêm. Cảm ứng được bộ xương dường như đã trở nên thành màu đen thui. Tiêu viêm lông mày từ từ nhíu lại, nạp lan kiệt chúng độc sâu, đã ra vượt xa ngoài dự liệu của hắn. Xem ra muốn lập tức khu trừ hết độc tố là không có khả năng vẫn là phải lựa chọn phương thức dùng lửa khu độc một cách từ từ. Trong lòng thì thào một tiếng, Tiêu Viêm linh hồn lực lượng bao trùm lấy ngọn lửa màu xanh. Sau đó chậm rãi tiếp cận dò xét những khớp xương đen kịt bị nhiễm độc tố, trong lúc tiếp cận, linh hồn lực lượng của Tiêu Viêm cũng bắt đầu từ từ thả lỏng, để nhiệt độ của thanh sắc hỏa diễm từ từ tăng. Cao, theo nhiệt độ tăng lên của thanh sắc hỏa diễm, vốn thần tình chết lặng, nạp lan kiệt trên khuôn mặt từ từ hiện lên vẻ đau đớn. Bàn tay khô héo, cũng gắt gao nắm lại, gần xanh nơi tay trên cánh tay nổi lên, thành sắc hỏa diễm bị linh hồn lực lượng bao phủ, ngay khi đạt tới một nhiệt độ nhất định, chợt liền đình chỉ. Tiêu Viêm chậm rãi hút một ngụm không khí có chút nóng cháy, trần chờ một lúc. Cắn răng, khống chế thành sắc hỏa diễm, bao trùm một đoạn xương màu đen. A, à, trên giường, Nạp Lan Kiệt hai mắt đang đóng chặt đột nhiên mở ra, từ trong miệng phát ra tiếng hô đau nhức. Một cổ khí thế hung hãn giống như hồi quang phản chiếu. Thức tỉnh dậy, lão gia tử, lão nhân đột nhiên mở mắt nạp lan yên nhiên cùng nạp lan túc vội vàng hô. Ta hiện tại đang tiến hành khu độc, nếu ngài có thể chịu được cổ đau nhức này, lạc độc hẳn liền có khả năng khu trục bất quá nếu không thể. Ta đầy cũng vô năng vô lực, liếc mắt nhìn nạp lan kiệt trên mặt đầy mồ hôi tiêu viêm nhàn nhạt nói. Nghe được thanh âm sau lưng, Nạp Lan Kiệt quay đầu nhìn khuôn mặt thanh niên đạm mạc không khỏi sửng sốt lập tức cắn răng cười nói tiểu oa nhi. Là ngươi cứu ta, chưa nhất định có khả năng cứu được nói không chừng ta một phút thất thần, ngài sẽ chết trên tay ta. Ha ha, cái mạng của ta vốn là nhặt trở về. Tiểu oa nhi cứ thẳng tay đi, có làm chết cũng không ai dám trách ngươi. Khóe miệng co quắp nhẫn nại chịu đựng sự đau nhức trong cơ thể. Nạp Lan Kiệt phóng khoáng cười nói. Ra ra, Ngươi nói bậy gì vậy? Một bên nhìn nạp lan kiệt từ hôn mê tỉnh lại, nạp lan yên nhiên thở dài một hơi, nhịn không được sẳng giọng. Ngươi nhà đầu chết tiệt kia, ngươi còn có mặt mũi trở về sao? Ba năm nay nếu không phải bởi vì ngươi lúc trước tùy tiện giải trừ hôn ước với tiêu gia, ta có thể tức giận đến nỗi không tu luyện được, bị lạc độc hành hạ đến như thế này. Tức giận chừng mắt nhìn nạp lan yên nhiên, nạp lan kiệt giống giận thanh âm còn chưa hạ xuống khóe miệng co quắp phát ra một trận gào khan. Quay đầu phía sau nhìn người thanh niên xa lạ, cười khổ nói, tiểu oa nhi, như thế nào đột nhiên. Im lặng, thanh âm lạnh như băng thoáng có chút tức giận. Khiến ba người trong phòng đều thoáng kinh ngạc, bất đắc dĩ trở nên an tĩnh nhìn sắc mặt người thanh niên lanh lùng. Nạp lan yên nhiên lặng lẽ thẻ lưỡi quay đầu nhìn nạp lan kiệt thoáng có chút ý cười. Nhiều năm như vậy, dám nói chuyện với lão gia tử như thế. Tự hồ chỉ có một mình hắn theo mấy người trầm mặc xuống bầu không khí trong phòng lặng lẽ trở nên tĩnh lặng ai không nghĩ tới a à, người tuổi còn trẻ như vậy cũng có thể có dị hòa loại này đồ vật mà ngay cả cổ hà đại sư cũng thèm thuồng không khí an tĩnh duy trì một hồi lâu nạp lan túc lôi kéo nạp lan yên nhiên lui về phía sau một chút nhìn về phía bóng lưng vị thanh niên nhịn không được nghiêng đầu hướng nạp lan yên nhiên thấp giọng nói ân đích xác rất không tối xem hắn tuổi tác so với ta không sai biệt nhiều lắm. Nhưng cư nhiên chính mình có dị hỏa trong truyền thuyết ta nghe cổ hà trưởng lão nói qua về đồ vật kinh khủng kia lần trước bọn họ tìm kiếm dị hỏa ở tháp qua nhĩ đại sa mạc. Đáng tiếc điều động lực lượng khổng lồ vẫn tay không mà quay về. Bởi vậy có thể thấy được đồ vật đó đến tột cùng có bao nhiêu hung hãn. Có chút gật đầu, nạp lan yên nhiên giữa đôi mắt đẹp xẹt qua một ít tán thường, nàng vốn cũng là kiều tử trong đám kiệt xuất tại Vân Lam Tông tu luyện nhiều năm như vậy, vẫn chưa bao giờ nhìn thấy đồng bạn cùng lứa, tuổi siêu Việt hơn mình. Mà vị thanh niên tên là Nham Kiêu này, cũng là người đầu tiên cùng lứa tuổi khiến cho tâm tình nàng tự sinh tán thường, có lẽ là những vĩ nhân trong một lúc nào đó nảy sinh cảm phục lẫn nhau. Như thế nào, nghĩ hắn không tồi phải không? Liếc mắt nhìn thần sắc hài tử mình, nạp lan túc hài hước nói, người nói hồ đồ dí vậy, giả mà chẳng nghiêm túc chút nào trợn mắt nhìn nạp lan túc nạp lan yên nhiên bất đắc dĩ lắc đầu ai nhắc mới nhớ tự hồ khoảng cách ngươi cùng tiêu ra tiểu từ ba năm chi ước chỉ còn không tới nửa tháng thời gian nữa thôi cười cười nạp lan túc nụ cười trên mặt đột nhiên thu liễm thở dài nói nạp lan yên nhiên trầm mặc một lát sau có chút gật gật đầu nhẹ giọng nói còn có 13 ngày ba năm thời gian người cũng so với trước kia thành thục hơn rất nhiều bây giờ ngươi hẳn là có thể biết hành động theo cảm tính của ngươi lúc trước. Đối với tiêu gia cùng với tiêu viêm đã mang lại bao nhiêu sỉ nhục. Phiền toái rồi chứ, nạp lan túc nhìn nhi nữ bên cạnh khuôn mặt trơn bóng xinh đẹp nói. Nạp lan yên nhiên trầm mặc đưa tay vuốt vài sợi tóc vương trên trán sau một hồi thấp giọng nói. Nhi nữ biết lúc trước hành động đã mang đến rất nhiều phiền toái. Bất quá, nhi nữ biết là đúng ba năm chi ước sắp tới. Ta! chờ hắn đến nghe nói từ một năm trước tiêu viêm đã rời khỏi ô thản thành bất quá theo ta được biết trước khi ra đi người thanh niên bị gọi là phế vật đã tái khôi phục tu luyện thiên phú lúc trước ai một năm sau không biết hắn đã phát triển tới bước nào nạp lan túc cười khổ lắc đầu đứng ở bên cạnh nạp lan yên nhiên trầm mặc lúc lâu trầm thấp nói tiếp ngươi lần này tự hồ thật sự nhìn lầm rồi a à, lúc trước ta nói qua, ngươi không nên coi thường thiếu gia phế vật của tiêu gia. Trước 13 tuổi, tốc độ tu luyện của hắn, từng khiến vô số người cảm thấy rung động. Nạp lan yên nhiên bàn tay mềm mại nhẹ vuốt mái tóc trên đầu, trầm mặc một lát. Bình tĩnh nói, ba năm chi ước, ta sẽ tuân thủ, nếu là ta thắng, sự tình trước kia, liền xóa bỏ, còn nếu thua. Ta nạp lan yên nhiên cũng đã nói qua, làm nô làm tì, tùy hắn xử trí nạp lan yên nhiên cắn nhẹ hồng bờ môi hồng nhuận chậm rãi ngước lên mặt cười ánh mắt thoáng có chút mê ly ba năm trước tại tiêu gia đại sảnh thanh âm hùng hồn thiếu niên lại hiện lên trong óc ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây mà khi thiếu niên cùng khế ước này không phải khế ước giải trừ hôn ước mà là giấy chứng bổn thiếu gia trục xuất ngươi ra khỏi tiêu gia từ nay về sau ngươi nạp lan yên nhiên cùng tiêu gia ta không có nửa phần quan hệ ba năm nay thiếu niên phế vật dưới áp bách của con quái vật cự đại vân lam tông vẫn như cũ quật cốt cắn răng nhẫn nhục cô độc chờ đợi ngày phá kiển hóa điệp bên trong phòng ốc tĩnh lặng nạp lan phụ từ thấp giọng nói chuyện ánh mắt ngẫu nhiên hướng về hai người bên cạnh giường theo thời gian trôi qua nhìn lão nhân khuôn mặt mồ hôi đầm đìa cùng gân xanh trên tay nổi lên Nạp Lan yên nhiên hai người thấp giọng nói chuyện cũng là từ từ đình chỉ, nhìn nhau liếc mắt đều trong mắt nhìn ra sự lo lắng cùng bất an. Không để ý đến hai người đang lo lắng trong phòng. Tiêu viêm sắc mặt nguyên như cũ bình tĩnh, hai ngón tay run điểm nhẹ nhẹ tại sau lưng Nạp Lan kiệt. Thành sắc hỏa diệm nhàn nhạt, không ngừng bị linh hồn lực lượng bao vây. Sau đó thật cẩn thận tiến vào trong cơ thể. Sử dụng nhiệt độ cao để khu trục lạc độc đã vào trong xương cốt. Thành sắc hỏa diệm bao vây bên ngoài ô OH hắc cốt cách bộ xương đen. Mặc dù hai người kề sát cùng một chỗ chẳng qua dụng tâm thần xem xét có thể phát hiện trong đó cũng cách một khe hở rất nhỏ, nhiệt độ dị hỏa thật sự là quá mức đáng sợ. Nếu là trực tiếp cùng xương cốt nạp lan kiệt tiếp xúc cho dù đối phương là một vị đấu vương cường giả, cũng tuyệt đối sẽ ở trong khoảnh khắc trọng thương, thậm chí tử vong. Nhiệt độ nóng chảy theo ngọn lửa thẩm thấu mà ra, sau đó chậm rãi thiêu đốt ô OH hắc cốt cách theo thanh sắc hỏa diệm thiêu đốt kéo dài, một lũ xương mù màu đen. Lặng lẽ theo xương cốt phát ra mà ra, sau đó lẫn trốn, bị một đoàn thanh sắc hỏa diệm mãnh liệt bao vây vào trong, lợi dụng nhiệt độ khủng bố. Đuổi dần mấy cái cho dù là đấu hoàng cường giả cũng phải ngưng trọng đối đãi đem xương mù, lạc độc hóa thành hư vô. Nhưng mà, tại tiêu viêm sử dụng dị hỏa thiêu đốt xương mù màu đen. Nhưng không phát hiện được lúc sương mù màu đen sắp bốc hơi trong chốc lát màu đen không rõ là gì. Thế nhưng là chậm rãi cùng thanh sắc hỏa diệm chậm rãi hòa lẫn vào nhau. Nhất thời hoàn toàn yên lặng. Theo thời gian lặng yên trôi qua, một phần ô OH hắc cốt cách bị thanh sắc hỏa diệm của tiểu viêm bao vây. Thế nhưng bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ, dần dần khôi phục vẻ bình thường. Ngoại giới, lúc này nạp lan kiệt, toàn thân cao thấp đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm khuôn mặt già nua, không ngừng run rẩy thanh âm nhẹ nhẹ hấp một ngụm lãnh khí. Từ trong hàm răng tiết lộ ra, tiểu, tiểu huynh đệ tốt, tốt rồi phải không, nắm tay gắt gao nắm chặt, điều điều gân xanh nơi cánh tay rung động tựa như con rắn nhỏ. Nạp lan kiệt thanh âm có chút khàn khàn cùng run rẩy Phía sau, tiêu viêm trên trán cũng tràn đầy mồ hôi. Thời gian sử dụng dị hỏa tiến hành thao tác chuẩn xác lâu như vậy đối hắn linh hồn lực lượng tiêu hao đồng dạng là một loại gánh nặng lớn nghe được nạp lan kiệt kia run rẩy vấn lời hắn có chút khẽ gật đầu nhẹ giọng nói một khi ngươi đã không thể tiếp tục kiên trì được nữa quá trình khu độc tiện thể đình chỉ ở chỗ này người chúng độc quá sâu vượt qua sở liệu của ta xa muốn một lần đem lạc độc đuổi đi là không có khả năng cho nên chỉ có thể lựa chọn chậm rãi mà làm kia lạc độc thực có thể toàn bộ đuổi đi Nghe vậy, nạp lan tiệt nhịn không được kinh hỉ nói. Tuy nhiên lão nhân sống như nhiều năm như vậy, cùng tử vong sinh tồn trong lúc đó. Nếu là có thể lựa chọn, người nào cũng đều lựa chọn cái thứ hai. Dựa theo tiến triển hiện tại, tự hồ không có vấn đề gì. Tiêu viêm nhàn nhạt nói, a a, à, không nghĩ tới tiểu huynh đệ nhỏ tuổi thế nhưng có được bổn sự như vậy. Thật không hiểu vị cao nhân lánh đời nào có thể bồi dưỡng ra loại đệ tử kiệt xuất này. Nạp Lan Kiệt vội vàng gật đầu thanh âm khàn khàn cười nói, vậy toàn dựa vào tiểu huynh để Đúng rồi, tiểu huynh tên gì, nham kiêu. Đừng nói, ta muốn triệt xuất dị hỏa. Nhíu mày tiêu viêm ngón tay vi khúc, thanh sắc hỏa diệm lượn lờ ở bên ngoài bộ xương. Bắt đầu chậm rãi triệt ly, một tia cuối cùng bị thu về tiến tiêu viêm trong cơ thể. Sau khi thanh sắc hỏa diệm tiến vào trong cơ thể, tiêu viêm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi lau mồ hôi lạnh trên trán khuôn mặt bỗng nhiên có chút khẽ đổi chẳng qua ngay sau đó lại hồi phục lại giả vờ vô sự tiểu viêm liếc mắt về đầu ngón tay có chút biến thành màu đen mím miệng không giấu tích đưa tay lùi về tay áo nham kêu tiểu huynh đệ như thế nào nhìn tiểu viêm tựa hồ đình chỉ khu độc nạp lan túc vội vàng tiến lên hai bước hỏi hôm nay chị liệu sau này sẽ đến lại dựa theo tiến triển này Nói vậy ít nhất cần 7 ngày thời gian mới có thể đem độc tố đuổi đi. Tiêu viêm liếc mắt, nhìn nạp lan kiệt sắc mặt so với lúc trước tốt hơn một ít. trầm ngâm nói, đa tạ tiểu huynh đệ. Chỉ cần ngài có thể đem lão ra từ chữa khỏi, phương diện thù lao, nạp lan gia tộc tuyệt đối sẽ không khiến người có bất kỳ thất vọng. Nhìn nạp lan kiệt thoáng khuôn mặt giả nua có chút hào quang. Tảng đá đặt trong lòng nạp lan túc rốt cục cuối cùng cũng được gỡ bỏ, nạp lan kiệt đối với nạp lan gia tộc tầm quan trọng giống như mặc thừa đối với mặc gia tầm quan trọng giống nhau. Mất đi trụ cột này, tuy nói nạp lan gia tộc không phải không gượng dậy nổi, chẳng qua cùng hai đại gia tộc tranh lệch. Tất nhiên sẽ từng bước tăng lên, ta ngày mai tiếp tục tới. Hôm nay trước hết cáo từ, tiêu viêm phiêu liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài. Quay đầu đối nạp lan kiệt trên giường nói, tiểu huynh đệ. Ta xem ngươi dính không ít phiền toái, không bằng ở lại nạp lan gia tộc đi. Nghe vậy, Nạp Lan Kiệt vội vàng nhiệt tình cười nói, không cần. Ta có sự tình của chính mình. Nhàn nhạt lắc đầu, tiêu viêm không hề lý tới ba người, nhấc chân hướng ra cửa ngoài bước tới, ách. Một khi đã như vậy, nha đầu, ngươi đi tiễn tiểu huynh đệ ba. Trông tiểu viêm có chút ướt át bẩn thỉu Nạp Lan Kiệt sửng sốt. Tức thì bất đắc dĩ nói ân, có chút khẽ gật đầu. Nạp Lan yên nhiên nhìn phía trước bóng dáng đan bạc sau đó chậm rãi cùng tiếp tục chậm rãi đi trên con đường nhỏ rãi đá vụn. Tiêu viêm mặt không chút thay đổi dương mắt về phía trước tựa hồ vị công chúa nạp lan gia tộc bên cạnh như khôn tồn tại. Cùng tiêu viêm sóng vai. Nạp lan yên nhiên ngẫu nhiên ánh mắt hướng trực tiếp vô thanh niên không nhìn chính mình, mặt cười mặc dù bình tĩnh chẳng qua trong lòng thật sự có chút kinh ngạc cùng buồn bực nho nhỏ. Mặc dù cũng không quá để ý, nhưng bị đối đãi coi thường như vậy, nhưng nhiều năm như vậy qua cũng là lần đầu, nàng vốn tưởng rằng chính mình tính tình kiêu ngạo, không nghĩ tới. Trước mặt người này, tựa hồ hắn càng kiêu ngạo hơn, nhưng Nạp Lan yên nhiên cũng rõ ràng, trước mặt này vị thanh niên tên là Nham Kiêu. Mặc dù kiêu ngạo, nhưng lại có được tiền vốn. Lấy tuổi tác như vậy, có thể nắm trong tay thứ mà ngay cả đấu Hoàng Cường giả cũng kiêng kỵ không thôi khủng bố dị hòa đủ để cho hắn tiếu ngạo cùng những người đồng lứa bởi vậy cho dù là nạp lan yên nhiên thoáng có chút biệt khuất đồng thời cũng không khỏi cảm thấy vài phần thán phục bạn đang đọc truyện tại truyện phun vkvk truyện phun nham kiêu tuy nhiên ta cũng không rõ ràng luyện dược sư như thế nào đuổi đi độc tố chẳng qua đem cái loại khủng bố dị hòa tiến vào trong cơ thể tất nhiên lực khống chế phải cực kỳ tỉ mỹ ngươi loại khống chế lực này tựa hồ so với ta chứng kiến qua tựa hồ so với tam phẩm luyện dược sư phải mạnh hơn nhiều. Rốt cục, cuối cùng thì chịu không được không khí trầm buồn, nạp lan yên nhiên trước tiên mở miệng nhẹ giọng dò hỏi, có lẽ vậy. Tiêu viêm mắt không chớp, thành âm có chút lãnh đạm, ngươi vì cái gì không đi khảo hạch tam phẩm luyện dược sư, đem thực lực của chính mình. Loại hành động này, ta còn không có như vậy xuẩn, tiêu viêm lại thanh thấp phúng đảo khẽ nghiêng đầu, phiêu liếc mắt Nạp Lan Yên Nhiên bộ ngực sữa bị nguyệt sắc quần bào gắt gao bao vây. Lập tức rất nhanh thu hồi, người cũng đồng dạng không đem cấp bậc huy chương xuất ra, lão sư. Nói, cái gọi là cấp bậc huy chương, gần như chính là biểu hiện giả tạo mà thôi, hơn nữa. Thực lực của ta, ta chính mình không biết đến tột cùng thuộc loại cấp bậc gì. Tổng thể dao động quá lớn, thượng hạ phù động thái đại. Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười nói, tổng thể dao động quá lớn. Có ý tứ gì, nghe vậy, tiêu viêm trong lòng khẻ nhúc nhích. Không giấu vết thấp giọng hỏi nói. Thật có lỗi, đây là một ít cơ mật của Vân Lam Tông, không thể tiết lộ ra ngoài. Nạp Lan yên nhiên thoáng xin lỗi lắc đầu, vẫn chưa đem nguyên nhân tột cùng nói ra. Khẽ cau mày, lập tức giản ra, tiêu viêm yên lặng gật đầu. Cước bộ không vội không hoãn hành tàu. Khóe mắt phiêu liếc mắt bên cạnh nạp lan yên nhiên kia hành tẩu bước đi pha nét thanh nhã. Chần chờ một hồi, linh hồn lực lượng bỗng nhiên chậm rãi lộ ra bên ngoài cơ thể. Sau đó lượn lờ bên cạnh muốn thử xem có hay không dò xét suất của nàng chân thực lực tuy nhiên lúc trước dược lão đã nói qua. Tại nạp lan yên nhiên trên người có thứ gì đó có thể ngăn cản linh hồn lực lượng dò xét. Chẳng qua tiêu viêm y nhiên như cũng muốn tự mình xác nhận một chút. Linh hồn lực lượng tại nạp lan yên nhiên bên cạnh bồi hồi. Sau nửa ngày sau. Tiêu Viêm trong lòng thầm than một tiếng, tại hắn cảm giác thân thể nàng biểu hiện tựa hồ bị bao trùm một tầng năng lượng mỏng, khiến linh hồn lực lượng giò xét, hoàn toàn ngăn cách, chậm rãi thu hồi linh hồn lực lượng, Tiêu Viêm lông mày bỗng nhiên khẽ nhảy, quay đầu đến, nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đang bình tĩnh nhìn chính mình, nắm tay dưới tụ bào khẽ nắm thật chặt, nhàn nhạt nói, làm sao vậy, Nham Kiều Tiên Sinh tựa hồ đối với thực lực của ta thật quan tâm a, à, Nạp Lan Yên Nhiên dương mắt nhìn Tiêu Viêm, có chút thâm ý cười nói tuy ta không phải là luyện dược sư chẳng qua trời sinh đối linh hồn lực lượng rất là mẫn cảm đã sớm nghe nói qua nạp lan gia tộc địa đại tiểu thư là người có sức mạnh cạnh tranh cho chức vị tông chủ vân lam tông cho nên nhịn không được muốn dò xét một chút mà thôi không nghĩ tới cẩn thận như thế vẫn bị phát hiện thật sự bội phục bất đắc dĩ nhún vai tiêu viêm cười nói ha ha thật không khẽ cười, nạp lan yên nhiên đôi mắt đẹp gắt gao dương mắt nhìn khuôn mặt bình phàm. Chẳng biết vì sao, nàng trong lòng tự hồ ẩn ẩn loại cảm giác kỳ dị nhưng lại thủy chung không lý giải được loại cảm giác này rốt cuộc là gì. Lập tức mày liễu nhíu lại, thoáng có chút rối rắm tới rồi. Nạp lan tiểu thư hay là không cần tiễn, tại hạ tự trở về. Cáo từ, đi ra đại môn, tiêu viêm nghiêng đầu đối với nạp lan yên nhiên đang mày liễu nhíu lại chắp tay không đợi nàng đáp lời. Sau đó nhìn thấy hắn tự mình tiến tới đại môn, tiến vào bên trong con đường dòng người đang qua lại, người này. Thật sự là một quái nhân tâm cao khí ngạo, dương mắt nhìn chằm chằm bóng lưng người nọ như ẩn như hiện. Nạp lan yên nhiên khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ thấp giọng nói. Lập tức xoay người tiến vào nạp lan phủ để thấy bảng dịch cần chỉnh sửa điểm nào hoặc đề xuất chuyện quý đạo hữu comment bên dưới. Hẹn gặp lại quý đạo hữu trong movie sau.